đội U23 Argentina mời Messi dự Olympic. Huấn luyện viên tuyển U23 Argentina Javier Mascherano muốn Lionel Messi dự Olympic 2024 để tăng cơ hội chiến thắng. Mọi người đều biết tình bạn giữa tôi và Leo, Mascherano nói sau khi giành vé dự Olympic hôm 12 tháng 2. Một cầu thủ như cậu ấy luôn được chào đón. Muốn Messi cùng dự Olympic, nhưng Mascherano thừa nhận mọi chuyện không đơn giản. Huấn luyện viên tuyển U23 Argentina ý thức được rằng Messi sẽ phải ưu tiên cho Copa America, giải đấu kết thúc chỉ hơn một tuần trước Olympic và các giải đấu của câu lạc bộ Inter Miami. Ngoài ra, tiền đạo sắp 37 tuổi còn phải đối phó với nguy cơ chấn thương và quá tải khi thi đấu. Những thứ từng khiến anh ngồi ngoài 3 tháng cuối năm 2023. Chúng tôi phải thận trọng, Mascherano nói thêm. Với tư cách huấn luyện viên, tôi có nghĩa vụ mời Messi. Tuy nhiên, cậu ấy còn có những cam kết khác. Thiago Almada, đội trưởng tuyển U23 và là đồng đội cùng Messi giành World Cup 2022, cũng muốn đàn anh dự Olympic. Almada nói sau trận thắng U23 Brazil 1-0, tôi hy vọng Leo có động lực dự Olympic và có thể góp mặt. Chúng ta phải xem anh ấy thế nào vào thời điểm đó. Việc anh ấy tham dự là một giấc mơ của Argentina. Cùng Paraguay, U23 Argentina là một trong hai đội Nam Mỹ giành vé dự Olympic. Trong trận quyết định hôm 12 tháng 2, đội bóng của Mascherano thắng Brazil 1-0 và giành vị trí thứ hai. Brazil chỉ cần hòa là đủ giành vé, nhưng phải trả giá đắt cho bàn thua ở phút 78. Việc đội bóng áo vàng xanh thất bại ở vòng loại khu vực Nam Mỹ là một bất ngờ lớn, nhất là sau khi giành huy chương vàng hai Olympic gần nhất. Môn bóng đá Nam Olympic cho phép bổ sung một số cầu thủ trên 23 tuổi. Nếu tham dự, Messi sẽ có cơ hội giành huy chương vàng thứ hai. Tuy nhiên, trước khi Olympic bắt đầu từ ngày 24 tháng 7, đội trưởng tuyển Argentina nhiều khả năng phải dự Copa America từ ngày 20 tháng 6 đến 14 tháng 7. Do Inter Miami vẫn thi đấu trong thời gian diễn ra Copa America và Olympic, Messi có thể phải bỏ nhiều trận của câu lạc bộ. Mascherano từng thi đấu nhiều năm bên cạnh Messi tại Barca, tuyển Argentina và U23. Hai người đã cùng nhau giành 2 Champions League, 5 La Liga và HC vàng Olympic 2008. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ năm 2020, cựu trung vệ bắt đầu công tác huấn luyện ở đội U20 Argentina và sau đó là U23. Bóng đá là một trong 32 môn thể thao diễn ra tại Olympic 2024 ở Pháp. Messi từng thi đấu 2 năm tại Pháp cho PSG, giành 2 Ligue 1 và 1 siêu cúp Pháp. Tuy nhiên, trong trận chung kết World Cup 2022, tiền đạo 36 tuổi và đồng đội thắng 9 tuyển Pháp trong loạt luân lưu để đăng quang. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.